Vâng, em xin chào tất cả các bác. Sau đây em mời các bác cùng nghe chất âm của cover khi ghép với bot. Trước mắt các bác đó là hai con đáy cover BM900 và BT2004 khủng long bảo chúa của hãng cover. Thì hai con này em báo giá luôn, con BM900 thì 1200W. Giá là 10.500.000. Các bác nào mình chơi một cặp lo bot shot một này hoặc là hai cặp 3 series hoặc là một cặp 701 kèm thêm một cặp 301 thì chơi con 900 là rất là ok rồi. Còn mình ngân sách nào cao hơn mình chơi hàng khủng thì mình chơi con BT2004 thì đánh hai cặp 601 series 3 này thoải mái và dư sức luôn nha. Con 2004 thì cấu hình rất là khủng, 1800W cho một bên, nó là chạy cấu hình mô lóc 2 dây nguồn. Còn nó giá 26.500.000, còn BM900 là một trong những dòng mà đẩy cover ở tầm tiền rất là được các bác lựa chọn rất là nhiều, bởi vì thiết kế nó gọn gàng, đặc trưng của cover và âm thanh nó rất là quyến rũ, sáng tiếng, không cần rề nhá. Hiện tại giờ em test các bác là không cần rề nhưng mà tiếng rất là sáng. Ba giải cực kỳ hay luôn nha, gọn gàng. Các bác nào tiêu chí thích gọn gàng và khỏe mạnh hay thì lựa chọn những con cover, nó thiết kế rất là đơn giản và nó các bác có thể bố trí trong cái những cái hộp nó rất là gọn, tại vì cái hộp nó rất là ngắn nha. Đấy. Đây là những con hàng Mỹ nồi nha các bác. Sau đây em mời các bác cùng nghe chất âm. Em ghép với cặp bot sẽ là một series 3 mới về. Cặp này là đẹp hoa hậu thiếu thủ shop nhé. Giá 46.500.000. Và sau đây em mời các bác cùng nghe.